còn chưa từng thấy nữa mấy con, cứ luyện tập ở bên Phước Sĩ họ họ ngồi hai hàng vậy họ ăn cơm thôi. Mà khi mà đưa cái muỗng lên vậy thì rước đưa lên đi bỏ trong miệng đi một lượt nữa. Rồi họ để cái muỗng xuống thì đi họ tập sao mà đều lắm, để cái muỗng xuống quá rồi họ múc cơm. Bây giờ thì không biết nhưng mà hồi thầy còn bé đó, khi mà Khất Sĩ mà ra đời thành lập thầy còn đi học, lúc còn nhỏ thì đi học à, thầy đã gặp mấy người Khất Sĩ mà ăn uống thầm đó, thầy nói giống như lính thiệt đi sinh nhịp nhàng mà ăn uống nhịp nhàng đó, nó đẹp lắm nhiều. Nhưng mà đó là hình tướng đẹp, đẹp nhưng mà điều kiện đó, con người tu mình không phải vậy. Bởi vì suốt đĩa từng kinh nghiệm đó thầy sẽ hướng dẫn các con cứ quay như thế nào, nó tự nhiên nó hồn nhiên đó. Nó cách thức của thầy thì nó theo cái tự nhiên của thiên nhiên, nó sống theo cái đặc tính của mọi con người chứ không phải khép cho nó vào cái khuôn khổ bị ức chế để thành cái khuôn, nó bị ép buộc.